Chào tất cả mọi người, thì hiện tại hôm nay mình có mặt tại quận 8 Dương Bá Trạc nha cả nhà. Thì mình nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ thì báo là có nhặt được một con bé. Mà con bé này nói chung là mọi người nhìn chiếc ống kính mọi người cũng biết là ha. Bé này là bé là pitbull đó nha cả nhà. Chị cho em hỏi là chị nào nhận ha? Chị nhận hả? Chị nhận bé từ hoàn cảnh nào hả chị ha? Chị thấy nó bỏ ngoài đường. Bỏ ngoài đường hả? Là chủ nó bỏ nó. Thì em qua sơ bộ em thấy cái đó là em thấy là bé là không có có được chăm chút á, là thấy là người mình mẩy ve là nhiều lắm rồi đó. Mà nếu mà nói thực sự cái giống chó này là cái giống giống như là để đấu á nha, để chọi đó. Nhưng mà không biết là lý do tại sao coi như là cái cuộc đời nó bị tàn phế hay là như thế nào, bị thu độ sao mà bị chủ bỏ nha. Nhưng mà nó hơi hiền này. Đúng rồi, nó hiền lắm thì đó. Nhưng mà em về em cột nó riêng lại. Đúng rồi, không thì chắc chắn mà về trước tiên là em phải thuần nó làm sao để em tắm rửa được nó để cho nó uống thuốc ve. Đúng rồi, ok. Chị cứu nó lâu chưa chị? Cứu nó nay cũng mấy ngày à. Mấy ngày hả chị ha? Chắc chưa được tuần ha chị ha? Chị chưa đặt tên ha? Chưa đặt tên. Về ở với ba nha. Mà bây giờ con buôn hả? Thôi bây giờ mà ba chưa có dám đụng con đâu. Tại vì ở nhà coi em cũng đầy. Về cộng cho nó quen đi. Nó bị nóng. Dạ. Nóng rồi. Cái này thật sự mà nói con bé này là bé chơi rồi mấy chó giống chọi để thi đấu. Đúng. Đó. Thì từ đó giờ em cứu gần cả trăm bé rồi mà bé này mới gặp đầu tiên. Bạn ghê em cũng cứu rồi, cứu quốc cứu rồi. Đó. Nhưng mà con bé này hồi đó cũng đắt tiền lắm á. Nhưng mà chắc bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi. Không, nói thật là vậy đó. Về mình không có lợi. Đúng rồi. Về trước tiên là em phải chủ mới. Nhưng mà về em là em cũng cho nó tu à. Cho nó nghe kinh mỗi ngày với cho nó thuần. Tại vì quân đám nhà em gần cả trăm bé nè. Chưa có con nào mà vô anh chị vô chỉ có hung thôi, không bao giờ mà la ó gì hết, không có nói thật á, mà không có một con ve nha. Rồi bây giờ chở nó về em sẽ mang cái lồng mua ngoài đây nè, mua ngoài lồng ngoài đây nè, mua lồng bỏ nó vô hả? Dạ, đi mua cái lồng và bỏ vô chứ không dám mang về đâu. Không mua lồng mà con ngoan nha. Đó cả nhà thấy đó. Thì chị tên gì vậy chị, để em tiện xưng hô á? Chị tên gì? Liên. Thì cũng nhờ chị Liên nhặt bé pitbull này mang về. Thì là chị Liên nói là gặp bé trong hoàn cảnh là bị cột ha chị, bị cột ở gốc cây ha. Đó thì cũng là một thời, cũng là một thời coi như là nổi tiếng luôn á, mà bây giờ là tàn phế võ công rồi. Dạ, thì coi như là hết hạn sử dụng rồi đó bà. Đúng, giống dạ. Như bà vậy, hết. Không phải đâu, tại vì nó là giống của Matheson đó. Không có bà, tội nghiệp tụi nó lắm. Giống như là tụi nó kém số, nó đầu thai thành cái kiếp này nè. Nhưng mà mình phải là yêu thương tụi nó. Đúng rồi. Chứ đâu phải mà thấy nó, không phải là mấy con gà cũng vậy đó. Cô bà thấy tội nghiệp không? Nuôi đẹp đẽ xong rồi đeo cửa sắt vô cho nó đâm qua đâm lại cho chết đó, như vậy là mình sát sanh nữa. Đúng rồi. Còn con này như đấu nè, đấu qua đấu lại chị cho cắn xé chị, do bây giờ nó già rồi cái người ta hết xài nữa, người ta bỏ. Dạ. Đúng không? Dạ. Thấy đồ nghiệp quá trời. Kìa, chị nhìn ra trời ơi, cái chân cẳng á ve quá trời luôn á, sai gì lắm á. Về chích đi, chích đó. không chích không hết đâu. Về uống một cây viên thuốc, và con này chắc uống khoảng viên 500 mấy 600 ngàn á. Không, em nói thiệt, tại vì con bé nhà em là 40 mấy ký á, để em cho uống viên 600 ngàn đó. Con sumo á, biết thấy con thấy con sumo ở nhà bự không, uống một viên thuốc là 600 ngàn. Con này làm gì bự bằng sumo, con này chỉ nặng thôi, con sumo nó cao này. Không, không, con này cầu mà hai mấy ba chục ký á. Không, mà bé này về cho chơi với anh sumo được. Chơi xuống nó ra, tại vì nó mới á, cho nó quen đi. Đúng rồi. Ừ. Nó hiền lắm. Dạ. Nha, lại ba nha. Nha con nha. Nè. Ba chở con về nha. Dạ, đem lòng lại chưa? Giờ tụi con đi mua lòng rồi bà. Ủa, cái lòng gì mà có 800 ngàn dữ vậy ta? Rồi. 850. Tại vì để đó luôn hả? Đúng rồi. Con về thì cúng còn con khác. Đúng rồi. Tại vì không, nhưng mà cái đối với con bé này chắc đẩy nó không trùng luôn á. Đúng
để đó ông chuột khoảng nửa tháng để cho nó quen, nó thích nghi được cái chỗ để mất công á, nó thả ra nó cắn bên kia. Nó chị có cho uống nước không? Uống nước. Chị biết sao? Nếu mà trong cái tình trạng vậy nè, là bị bệnh chắc này da nè, cắn không cũng đủ chết, bị ký sinh trùng máu á. Không nói thiệt á. Cái bộ bọc sinh dục của bé nó rỉ rỉ á. Nó sao? Nói nè, nó hơi rỉ rỉ nước phải không? Cái mình nó tiểu không được á, nó bị nghẹt á. Em về em coi thử. Này kêu anh Bảo qua coi thử. Kêu cái bác sĩ Bảo. Này có bác sĩ Bảo nè, riêng biệt coi nè, không? Mấy con ve, mấy con rặn rồi nó bị rớt xuống đất này không? Nó bò lung tung luôn á. Bị rớt xuống đất nha. Tội nghiệp quá ha. Rất là nhiều ve luôn mà. Ngoan hả con? Nhiều, trên mình rất là nhiều. Lúc mà chị cố là mình mẩy đầy ve vậy hả? Mà chưa có tắm rửa luôn. Đúng rồi. Không mà cho em hỏi này là chị nhặt ở cái góc nào, góc đường nào? Chị đi đường. Dạ. Yeah. Chị thấy nó, chị là dạng như cũng suy chó nhưng mà chị thấy nó đi gặp người ta. Không mà chị cũng giống như là bản lĩnh á. Bản lĩnh chứ. Chị mà từ nãy em không dám bóc cái đầu em nói thiệt á. Tại vì tụi em em cứu biết bao nhiêu con thì cũng có nhiều con mà nó cọc quá, nó cắn em á. Như mà em nghe cái tên thôi. Em biết sao không? Tự người ta có để cái sợi dây xích. Vậy hả? Nè. Về ở với ba nha. Nghe ba không có làm hại con đâu nha. Về là mình ăn uống đầy đủ, là không có ve cắn con nè. Bây giờ là kìa. Trời ơi, mày là ở dưới đường cái gì mà thả ra đường cái bò kìa. Tại mới phủi phủi á. Chị phủi phủi kìa. Bà kêu nhiễu nước miếng vô miệng đó là cho nó quen kìa. Anh nhiễu đi. Trời ơi. Ở dưới quê là vậy bà. Ở dưới quê là vậy. Nhiều cô chú là kiểu mà dân gian ở dưới quê á. Đi đưa mà thấy biết buông cho dù nó có cột dây cũng không dám đâu. Tại vì cái sợi dây nó dài. Nhưng mà tại vì biết sao, mình hay xem cái clip á, mình thấy nó dữ á, còn không biết. Nhưng mà trong thời gian này chị ngồi chị phủi phủi bớt giùm em cái được. Phủi cái ve, bớt con nào hay con đó. Cái này mà cậu uống thuốc ve bỏ vô nhét vô viên thịt á, cục thịt cho nó ăn á. Đem về quận 2, cái tại vì bên quận 2 á là em mở cái máy ấm ở bển, xây cái nhà dành cho tụi nó ở thôi. Mấy đăng lên trên Facebook đúng không? Lên YouTube á. Chờ cái nhà này. Cảm ơn cho anh đóng nha. Trời ơi. Hiện giờ về chưa chắc dám sờ nữa. Đúng rồi, cậu ở dưới rồi. Cái chỗ cái lỗ mũi nó bị tét hay là cái nó vậy ta? Hay là nó cái miệng nó vậy ta? Phải cái mỏ nó vậy á. Em tưởng nó bị tét ở nhà kia nè. Ai hè cái mỏ nó bị vậy. Chúc chị bỏ vô chuồng em nha. Giờ phải có cái gì khều khều chỗ kẻ chân quá trời ve luôn. Mấy bữa chị lấy vô thôi, chị tha nó. Cái gì? Sao nó hiền độc sức ta? Cũng ớn ớn rồi mấy con này. Đúng rồi, cậu là cũng cái kẻ chân ứ quá trời luôn, trời ơi ve kìa. Ơi. Nó đang bị viêm cái đường tiêu hóa, cái đường tiểu. Viêm đường tiểu đó nha. Về cho nó uống thuốc, về cho nó uống thuốc ve chứ. Nhiều lắm. Đừng có tháo dây xích ra nha chị. Nè, lòn dây xích lên đây nè, lòn dây xích lên đây. Sao hồi nãy mày không ấy cái này để cho nó ruột cái đầu. Vậy là em cho nó vô chuồng luôn phải không? Ừ, đúng rồi. Bây giờ trước tiên á là thì nói chung là em sẽ cập nhật clip cho mọi người xem. Làm sao là để cho nó hết ve, để nó ra nó lây mấy con kia sao? Mua cái lòng mới này hả? Đó, 850 đó, có rẻ đâu. Dạ, giờ lấy tiền không dạ? Dạ. Lấy tiền là sao? À, nếu mà cô quan hỷ cô cho tụi con thì con nhận thôi, chứ con thì con về con mua thức ăn à, thì cái đó là cái tấm lòng của cô với gì thôi. Để
dạ. Không phải là của em nha. Dạ 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 dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Thôi thôi. Thôi chị ơi. Ê móc đây nè chị ơi, móc đây nè. Về là có dư hàng. Thứ này nè, nó đẩy trong ruộng thôi. Nó dữ lắm. Dùng quen rồi cái gì? Con lưu quá, lưu quá. Nó quen tụi bay chột, nó cắn tụi bay à. Em bảo sao ta? Nó bị tai nạn liệt chân, mít chủ hay chủ đánh. Mở sao? À biết rồi, biết rồi. Đây đây đồ bát, đồ đến đứng gài, khỏi gài lắm. Rồi cái gì cũng phải cho cẩn thận đi xíu. Về chích thuốc về trước đi. Có chứ, về là ngoại yên tâm, về tụi này nó sạch sẽ hết. Nhiều khi nó lái không ra nó nha, tao thấy mấy bữa nay nó nhỉ vô nhà tao. Về là bác sĩ bảo làm việc ok hết. Không, 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 không có lợi nữa hay không về. Này nó có thịt với cái dằn xương. Không sao vậy, tụi em biết mà. Về nha. Về nha. Về với ba ở nha. Nha con nha. Nha. Ồ cái đầu nó bự ghê gì. Sọ bự hơn thấy không? Ờ. Nghe chưa? Ở dưới trường hợp con giữ ra đó, nó cứ nghe tụi kia nó đuôi nó dốc hơn. Khi anh gọi kẻ chừng về, nó về cả ngàn con hơn. Này giống chọi mà. Giống này. Rồi. Dạ. Đúng rồi. Thôi chị nói, chị nhắn gửi nó về lời đi, để nó về nó bỏ ăn đó. Nè, con về bỏ với ba Lê lo cho con. Rồi ai đến giá. Giờ con chị đó. Con ngoan cái con hiền cái chứ. Rồi. À, cảm ơn chị, em về nha. Rồi, rồi. Được không Dũng? Thôi Dũng để ngang á Dũng ơi. Để ngang phải có miếng dán hay miếng gì kê lên. Có dây cột không? Có, có dây gàng. Để ngang đi. Để ngang đi. Xích vô, xích vô. Có gì em đi lấy tin không phải thích quay mà công việc là đi từ sáng giờ mà chị biết từ tu bích bên Thủ Đức á mà chị nói cái nói chung cũng có duyên á em chạy thẳng qua đây luôn à không có về nhà luôn á. Đúng rồi. Giờ Dũng mới có cái miếng dán đưa ra xa giống như bà Chính bữa rồi đó. Rồi Dũng ngồi sao? Dũng ngồi sao được? Không, không xíu nữa. Đủ dây không? Ta vô ta lấy dây thêm. Đủ rồi mày ơi. Rồi không xin tiền. Ngoại con thấy ngoại cũng thương nó quá ha, nếu ngoại còn trẻ chắc ngoại nuôi luôn á. Thì đúng rồi, tao mà còn trẻ ha, tao nuôi 5 6 con luôn. Con nhà vậy còn. Con cho bác bả 20 tuổi rồi. Rồi bye bye đi, bye bye. Dạ 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 cảm ơn chị. Dạ. Đó, lòng nó ngon nên lại đụng được đó. Ba. Cái này phải từ từ, cái giống này phải thần lâu lắm. À đúng rồi, cậu này nó phải thật lâu lắm. Ơi ơi ơi, cậu ngã luôn. Làm chứng minh mới đi. Ngã không? Có ai nha? Em làm gì em làm giấy chứng minh rồi đặt tên nó lại. Dạ dạ dạ. Chỉ tiền không biết tên thì có thể có nhau đủ. Dạ. Bệnh không có cắn em nha. Không ra. 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 Không ra
Dì ơi, Dũng nghe chạy tà hay là con ghé để lấy gà cái ừ, gì đâu. Thì về luôn đi. Rồi rồi rồi. Trời ơi, xe quá trời. Mọi người thì mình đã mời bác sĩ Bảo qua để thăm khám cho bé, thì để coi trước tiên là chích dại cho bé. Thì đó mọi người thấy đó, thì hiện tại bây giờ nếu mà tính là ve trên người của bé mình đặt lên là bé cu vàng nha, bự quá, người nó ve cả cầu cả ngàn con luôn cả nhà. Thì cái giống chó này là cái giống chó mà để thi đấu, giống chó chọi cả nhà, giống chó là pitbull á. Thì nếu mà tính, nếu mà các anh chị mà dân chơi chó thì chó kiển, chó thi đấu này nọ thì chắc chắn sẽ biết cái giống chó này rất là nguy hiểm, rất là hung dữ. Nhưng mà nó hung dữ, nó nguy hiểm thì nó hung dữ cũng do là cái người đào tạo nó ra, tập tành cho nó, giống như ăn đồ sống, cắn đồ dẻ, bắn nước này nọ, nói chung là tập luyện cho nó để nó hung dữ, để nó thi đấu. Chứ thật sự mà nói thì giống nào nó cũng hiền hết trơn á cả nhà. Thì bây giờ thì bé này thì được người phụ nữ bên quận 8 gọi cho mình qua cứu. Thì trước tiên thì mình mời bác sĩ Bảo qua để chích ngừa dại cho bé và cho bé uống thuốc ve, rồi xong để coi thăm khám bé có bị viêm da cái gì không. Đó, bé này mọi người thấy không, từng là một cái món đồ chơi xa xỉ, có giá cũng cả hàng trăm triệu luôn á. Nhưng mà hôm nay là đã hết hàng sử dụng rồi cả nhà. Giống như là chắc mình nghĩ cái này chắc thi đấu thua hay là xui xẻo hay như thế nào á, thì bây giờ là hết giá trị rồi. Nhưng mà con hết giá trị rồi, nhưng mà con sẽ là một cái giá trị rất lớn với ba nha. Rồi bây giờ mình chích dại nó đi Bảo ơi. Thì giờ trước tiên bắt buộc phải chích dại chứ. Đừng cần muốn chích, nó thấy thì nó mập á. Vậy hả? Chứ bình thường sáng là chưa, giờ nó bình thường, nó hiểu. Khổ thân nó không? Bây giờ tập tành cho nó hơn chi cho hung dữ, ăn thịt sống, rồi lấy nước bắn này nọ. Thì mình á, thì mình chưa có tận mắt thấy, mình chỉ qua xem video trên YouTube thôi, để huấn luyện mấy giống chó này để thi đấu, để đập giải hay nọ đó. Thì bây giờ chắc thua độ hay sao rồi, vứt bé ra đường. Thì trong cái tình trạng bây giờ mọi người thấy á, tay chân mình mẩy chỗ ve không. Nếu mà nói về ve thì không có kể được luôn á. Cu vàng, đặt tên cu vàng. Nha, hợp tác nha con. Nha, không ai làm hại con đâu nha. Ở đây là bác sĩ Bảo chích người dạy con với lại ấy thuốc ve cho con nha, để con mau hết ve nha. Để con nhiều ve nhiều quá con cắn con bệnh con đó. Nói chung là cái giống chó này thì nó rất là nguy hiểm, tại cũng do chủ tập tành mà ra. Thì bây giờ mình cũng phải đề phòng cho bé đó cả nhà. Nói chung là phải đề phòng cẩn thận lắm. Rồi xong rồi. Rồi thấy cái chuồng này để bay ra đây Bảo ơi. Khổ thân lắm á. Gà đi. Cái giống chó này em nhắm biết nó mấy tuổi không Bảo? Còn 2 tuổi mấy à? 2 tuổi mấy hả? 2 tuổi mấy. Mà cái giống chó này em biết giống chó gì không? Thì gọi là pitbull nè. Ờ, là nếu mà theo em là bác sĩ thú y thì em biết cái loài chó này là nó hiền hay nó hung dữ? Bản chất của nó là cũng hiền, nhưng mà do huấn luyện nó sẽ hung dữ. Nói chung là tất cả loài chó này tất cả là đều là hiền, nhưng mà do là tập tành từ cái người mà nuôi thôi. Do cách huấn luyện thôi. Rồi sẵn em chích gì đó. Nó đi tiểu gì khó rồi đó, em coi mà anh thấy coi. Tại vì cái người mà cứu nó về á thì đó đi tiểu á, anh thấy đó. Nó nước nó đụng sao anh biết nữa. Nó rỉ rỉ ra vậy đúng không? Đúng rồi đó, rỉ rỉ gì đó. Ừ.
mà ta nói là từ hôm qua cứu nó mấy ngày nay thì nó có đi cầu nha, ăn được á, nhưng mà nó thấy nó đi tiểu sao á, vậy mà anh thấy coi tao nó gỉ đúng không? Ừ, đúng rồi, nó đang gỉ đó. Là này... nó muốn gặn cái đái mà đái không được, này nó bị tắc đường tiểu rồi. Nguyên nhân do có thể là bị sỏi sụn bùng hoặc là sỏi canxi gì đó. Nó đóng ở cái bàng quang. Sau đó nó rặn ra, cái sỏi nó rặn ra cái đường tiết niệu, nhưng mà giờ nó bị chặn lại rồi, nó sẽ không rặn ra được nữa và nó sẽ đi như vậy đó. Vậy mặc dù mất đái nó không ra được. Vậy thì bây giờ có nguy hiểm hay là như thế nào? Cái này cũng nguy hiểm á, này trường hợp mà nếu mà nó không đái ra được thì nó sẽ bị bể bàng quang rồi có thể chết. Vậy em coi em chị mà anh đi. Mà giờ mình chị được không có ý vậy đó. Cái này nếu mà cái bằng sỏi bàng quang, nếu mà sỏi về bình thường sỏi bùn á thì hoặc là sỏi canxi thì có thể chị được. Nhưng mà mình phải chích thuốc của nó, có chích cũng tầm 3 đến 5 ngày, sau đó cho uống thuốc kèm theo nữa. Rồi. Vậy mấy mình đi. Thì bây giờ cho anh hỏi cái nè. Cái vấn đề á là cái người mà nhặt nó về hôm nay là tính hôm nay là khoảng 3-4 ngày rồi. Thì bà nói là cái người phụ nữ nói là cho nó ăn uống á thì nó thấy nó đi ị. Nhưng mà tại sao không thấy nó đi đái mà thấy cái dương vật của nó mà cứ gỉ ra hoài à? Một phần sinh dục á. Thì bà nói bà nhặt 3-4 ngày nay, nhưng mà trước đó thì bởi vì không biết là thành ra như thế nào mà chủ bỏ gì đó. Không biết là lý do bệnh tình như thế nào. Thì bây giờ em cái cách giải quyết như thế nào? Bây giờ cái cách giải quyết là mình phải đi siêu âm cái bàng quang của nó xem nó có bị sỏi hay không. Nhiều khi có vấn đề bị sỏi nguyên nhân là do ăn xương gà xương heo á, hoặc là ăn hạt nhiều quá nó sẽ đóng thành sỏi mà tích tụ ở cái bàng quang đó. Thì lúc mà nó đá ra nó đi tiểu á thì cái sỏi đó nó sẽ đi theo cái đường tiểu luôn. Nhưng mà sỏi to hơn là cái đường tiểu á, nó sẽ bị kẹt lại đó, thì nó sẽ không ra được và nó sẽ mắc cái đó luôn. Nó cũng giống như cái bệnh như người là sỏi thận đó, đúng không? Nhưng mà cái bệnh này trị được không? Cái bệnh này trị được, có khả năng trị được. Vậy mà nhưng mà trước tiên là mình siêu âm trước rồi coi sỏi nó như thế nào ha. Đúng rồi. Rồi thì vậy bây giờ là ngày mai anh sẽ mang cho em đi siêu âm cho bé ha. Mà bé này chắc nha cũng hơi căng à. Nếu mà dữ quá mình phải đi thuốc mê thôi. Thì mình mới làm việc được, chứ nếu mà dữ quá không có làm á. Rồi. Thôi dữ quá không có làm việc á. Rồi thôi vậy em giúp anh dùm anh đi ha. Dạ rồi ok. Thì bây giờ bác sĩ Bảo qua đây khám bệnh tình xong xuôi á thì mới biết nguyên nhân là lý do tại sao. Mà từ hồi sáng đến giờ á, mình cứu bé về, mình cho bé ăn thì bé vẫn ăn. Nhưng mà đi tiểu á, thì mình thấy ngộ lắm. Cái dương vật đó, mọi người nhìn thấy trước ống kính đó, thì nó rỉ rỉ ra giống như là cái giọt nước biển vậy đó cả nhà. Đó, thì á, cái bụng á, đó mọi người thấy không, cái bụng nó bự lắm, nó to lắm. Là toàn là nước tiểu chổng không á. Là do bé cu vàng này là chắc bác sĩ Bảo nói là bị bệnh sỏi thận chắc luôn cả nhà. Là coi như là giống như con người bị bệnh vậy đó, đi đái không được á, tiểu tiện không được á, bây giờ thành ra cái bụng của nó to quá, nó sắp nổ luôn đó nha. Sao mà ác quá trời luôn á. Cứu con nha, con hiền lúc mà nha. giống như là cái thời kỳ đỉnh cao á, là lúc nào cũng tôn vinh lên, bây giờ là con hết giá trị lợi dụng của nó rồi, nó bỏ con nhưng mà ghê đầy luôn. Nhưng mà con là giá trị của ba rất là lớn nha, ba sẽ cứu con nha. Rồi đại đi, thấy không, nó là dữ nhất luôn á. Nhưng mà dữ á, dữ là do cái tập tánh nó ăn thịt sống nó dữ, chứ không có loài chó nào mà dữ hết trơn á. Bây giờ nó gán nè, cái bụng nó như có bầu quá đó. Khó chịu quá, mỏ hoại á, ngồi mà nó sẵn đỏ. Còn ve đó thì á cả nùi luôn á. Nè trong lỗ tai nè. Quá trời luôn. Đầy luôn chổng hết rồi. Gán nha. Giờ bác sĩ Bảo về lấy đồ nghề hết trơn rồi cả nha. Thì tại vì cứ nghĩ là cũng như những cái con khác về là chích dại rồi cho uống thuốc ve thôi. Nhưng mà không ngờ thì bác sĩ phát hiện là bé bị sỏi thận á, mà không biết bây giờ thận là thận như thế nào nữa. Trước tiên á là
mình phải là làm cấp cứu cho bé, là thông tiểu cho bé trước, rồi sang ngày mai mình sẽ chở bé đi siêu âm coi bé bị cái sỏi gì, có thể chữa thuốc gì. Chứ nhiều khi cái sỏi lớn giống như con người đó, bị sỏi á là đi tiểu không có ra, nhiều khi ra cục sỏi là bị cái dương vật nó bị chảy máu luôn đó, thì nó cũng y chang như con người vậy đó. Trời ơi, từng là có giá trị hàng trăm triệu đó. Giờ cũng bị hắt hủi ra đường. Không sao đâu, ở đây là ai cũng che chở con hết trơn nha, không sợ nha. Nhưng mà tại vì ba sợ là con về con giống như là hung dữ với mấy tụi em á, ba mới xích cái vòng cổ con vậy đó. Gắng cố gắng nha, ở đây là mình tập tành, mình hòa đồng với anh em xong là ba sẽ thả con ra nha. Đó, mọi người thấy đó, như một ngày trời hay là mọi người mà nín tiểu nín đi cầu á, mọi người có chịu nổi không? Mà bây giờ ấy, con chó mình nó bị vậy xong rồi vứt nó ra đường, cột nó vô gốc cây. Cái mặt nó buồn heo hơn ha. Chó bỏ cây cũng nhìn nó vậy. Ừ, nhìn cái căn không mệt. Nó khó chịu nổ la đâu thôi vậy ha. Không lên la vậy ha. Mệt quá rồi có. Đau mẹ luôn. Đã làm kiếp chó rồi mà còn khổ sở quá trời luôn. Mình nuôi nhỏ đi lớn vậy mà sao để ve không rồi để bệnh tình vô dục. Đâu? Thì em cứ nghĩ đi, con chó này ta nói mấy con chó thi đấu mà, hiểu không? Nhiều khi thi rớt giải hay sao đó, hết giá trị. Chỉ là có những người lợi dụng nó để kiếm ra tiền xong rồi giờ hết giá trị lợi dụng rồi. Bây giờ bệnh này nọ thì vứt mày đi. Ai ăn thịt, ai muốn làm gì làm. Giờ chỉ ăn ngủ thôi, không có đấu biết nữa. Không? Cả nhà thì hiện tại bây giờ bác sĩ Bảo đã đem mang đồ nghề qua cả nhà. Bây giờ là đang gây mê cho bé để thông tiểu cho bé. Đó cả nhà thấy không? Thì cái bụng của bé trương phình lên luôn. Thì giống như là sắp bể bụng đái á, giống như gọi là con người mình giống như là nín đái quá nhiều ngày á, bị giống như là căng cái bụng đái ra đau á. Đôi khi á, thực sự mà nói mình nè, mình cũng từng nín đái nè. Nín đái mà đái được xong rồi á, là nó cũng đau. Nó đau cái bụng á, huống chi là nó nín đái chắc mình nghĩ chắc cũng tầm còn một tuần lễ có đó cả nhà. Cái bụng nó to giống như là những con bé cháu nái mà sắp sanh vậy đó. Ông giận tội nghiệp bé thiệt á. Trong lúc mà chờ đợi đi siêu âm thì không tiểu trước chứ bây giờ đúng rồi. Không có chờ đợi được nữa. Thì đúng rồi. Bây giờ nếu mà chờ đợi mà siêu âm rồi coi sỏi này sỏi kia thì bé có thể mất đó nha cả nhà. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ giống như là đẩy những cái mà nước tiểu mấy ngày gần đây mà bé ở trong giống như dư âm ở trong bụng á, đẩy ra ngoài trước tiên là cái sự sống của bé đi. Và cái điều thứ hai là ngày mai mình sẽ siêu âm cho bé đó cả nhà. Bé hiện tại rất là khó chịu và cũng đau đớn á, mà bé cũng phải là cắn răng chịu đựng một mình, không có ghen la hay là cầu cứu ai hết trơn á. Nhưng mà đối với mình thì mình biết mấy cái loài pitbull này đã từng giống như là được những cái mà trang trại, những cái mà huấn luyện trước khi bán cho những cái mà tay chơi xài thành, chẳng hạn như là những đại gia chơi chỗ chó này nọ, thì cái bé chó này nó là cái giá trị nó rất là lớn. Nhưng mà bây giờ coi như là bệnh hoạn hay là như thế nào đó vứt bé ra đường như vậy. Hiện tại là thân thể của bé là ve rất là nhiều luôn á cả nhà. Nếu mà tính ve thì mình không có đếm xuể luôn á. Bây giờ thì mà mình cảm giác giống như là bé đang chịu hợp tác, bé đang giống như bé hiểu là ai đang cứu bé nên bé không có dữ dằn hay là gừ hay gì nha cả nhà. Thì thực sự mà nói luôn, tất cả các loài chó, các loài động vật luôn, không có cái con vật nào mà nó dữ dằn hết trơn á. Nói chung là nó dữ dằn nó cũng là do con người tạo ra cho nó, để cho nó giống như là dữ dằn, để giống như là đi chọi chó, đấu chó này nọ đó. Bây giờ bé này bác sĩ Bảo nói thì tầm khoảng hai tuổi mấy, ba tuổi thôi, thì cái kiếp của tụi nó cũng không có được dài đâu.
đó. Nhưng mà bé vô phước quá, bé gặp cái người chủ là coi như là vô, bé vô phước bé được gặp cái người chủ như vậy. Nếu mà cũng nhờ chị Liên, chị Liên nhặt bé mang về. Nếu mà không có chị Liên á thì chắc chắn thì mình nghĩ một hai ngày nữa thì bé có thể chết, tại vì bé không có thể đi cái số tiểu, số nước tiểu ra ngoài á cả nhà. Đó cả nhà thấy đó, từ đó đến giờ không có con pitbull nào mà nó hiền như vậy hết trơn. Này là lần đầu tiên mà mình tận mắt mình sờ nó, mình mới sờ con pitbull lần đầu tiên luôn á cả nhà. Nó rất là hiền nha cả nhà, giống như là nó đang muốn nói mình cái điều gì đó, nó đang cầu cứu mình vậy đó. Chứ mấy cái bé này, mấy bé giống này nó dữ dằn lắm. Nhưng mà bác sĩ bảo cũng giống như là chưa có tự tin mà để mà sờ trực tiếp, chỉ có là che giải lại để cho bé không có thấy á, để mất công bé phản ứng thì nó sẽ bể ben, tại vì đang vô thuốc mê cho bé, phải truyền vô ben cho bé. Gán nha con, hợp tác nha. Từ đó giờ có đời nào mà em trị con pitbull chưa? Có rồi. Có rồi hả? Đây là con thứ mấy? Nhớ không? Con thứ 8 ha. Mà con mấy con pitbull kia nó dữ không? Hay là nó y chang vậy luôn? Cũng vậy hả? Con do chủ dạy, chủ đánh đập nhiều nó dữ hơn. Còn bệnh tật nó nghiệp ghê. Dũng vẫn chơi game à? Dũng có chơi game không? Dũng ngồi cũng quay còn xíu rồi. Vô đào cái clip ngắn nhanh lắm, 5 phút ra. Bún ơi, lấy hai chai nước cho chú Bảo ở đó, đẩy đó đó. Kệ đẩy sau đồ đó. Đó đó, ba chai mang ra đây. Nè Dũng ngồi cái ghế. À, ghế này. Đó, vậy thôi. Hai tay đang quay nha. Có ai gọi chạy. Bữa nay thứ tư mà. Ngày thứ năm em. Đây thứ năm bảo rồi kìa. Bác biết sao không? Không bán nha, mà đi nó đúng. Chỉ có ngày chỗ y tế nó có bán thôi. Nhưng mà không bán, không dám bán. Có cái anh bê nó nặng lắm á. Ủa cái bê gọi hả? Mê rồi, mê rồi. Má nó không đái được cái chứ. Nó nặng lắm á Bảo. Bây giờ sao em thông hả? Cái nghiệp quá ha. Thông đau lắm chứ. Có dưới giùm anh Vũ. Đây là sỏi canxi ha. Nghe sỏi không? Một cái hạt này. Bự lắm á nha. Đó, đái quá trời sỏi á. Trời ơi. Tên nó không đái được anh hiểu không? Tội nghiệp nó ghê không? Lấy cái hỉ gì á. Má mình mà không đái được làm sao cắt con sỏi nó ra, rồi cắt ra đái quá trời nè. Má sỏi á. Nó cắt đường đái luôn á. Vậy là cái con này nó bị lâu rồi. Bởi gia đình người ta mới bỏ nè. Ông chữa cho nhỏ mà để lấy vậy. Nó bị vậy là nặng, nếu như mình mà làm ban đầu là không có đến nhỏ vậy.
Có tay à em? Không đúng biết. Đi rửa đi, rửa tay đi cho mày đeo vô. Kìa kìa Bi, à, đó cái giò đó, cái giò đó em xả. Bỏ con bò lên. Bảo ăn gì chưa? Bảo ăn gì chưa? Đói bụng chưa? Dạ. Có đói bụng chưa? Đói chưa? Đói chưa? Ăn gì giờ đây có gì chưa? Ủa Bi giờ đây có gì cho Bảo ăn không? Thôi. À, cơm đi, có cơm. Lát ăn sao? Ừ. Em ăn trẻ lắm. Em 90 giờ đêm không ăn mà. À, tội nghiệp nó ghê ha. Cái lúp nó hả? Chứ đâu thấy đường đâu. Đây nè, đây nè. Thấy không? Đó, trắng trắng trắng. Sỏi quá trời luôn thấy không nè, nhìn qua điện thoại thấy nè. Ủa ghê dữ vậy ta. Nó tắt đường đái luôn anh. À, là cái mang của nó. Ủa Bảo, Bảo gì vậy? Vậy là cái này nó bị lâu chưa? Lâu rồi. Vậy mà đóng sỏi vậy. Vậy mà chủ nó không chữa đâu có, nó mới bị đây anh. Bẩm sinh. Này bị hoài luôn, bị hằng là bị hoài. Nói chung là cái này xong là bắt đầu một ve với là con này ngon đó. Em lấy cái tô này bỏ dưới đi. Bỏ dưới chuột để anh em cho nó dễ. Hay quá. Thì bộ phận của nó cũng như con người thôi, con người cũng vậy thôi. Người thì chú vậy thôi. Đi ăn uống rồi mình mua đồ. Nhưng bây giờ là đi 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 con ơi. Đi cái cào. Cũng là đi một đêm thôi. Một đêm rồi chắc con ai cho bú vậy. Một bài mấy chục con là. Tính đi đâu vậy? Tính đi đâu vậy? Ba mươi đâu nghỉ 4 ngày nè. Đang bàn đi chơi hả? Cái bụng nó thấy xẹp cho Bảo. 4 ngày luôn. Nhưng mà dằm tháng 3 dưới. Đi con ngồi dưới cầu không tôi ngồi che chứ mấy ngày đó là vừa nó lấy đó mà đến thở máy không mà đi về còn làm chuyện còn phụ được đúng không quan trọng là bài các con đưa đi nó lớn rồi nó nhỏ rồi tội quá cả nhà ơi, từ nãy giờ biết bao nhiêu viên sạn rồi đó. Thì không biết là chủ cho ăn thứ gì để đi thi đấu này nọ đó. Thì nói chung là cho gán cố gắng ăn những cái chiếc bồi bổ để giống như là trục lợi đó thôi, để lấy số tiền về thôi. Bây giờ nó mất giá trị rồi thì vứt nó đi. Đó, cả nhà thấy lỗ tai không? Ve trời coi như là mấy ngàn con trong lỗ tai luôn. Ờ cả nhà cứ an tâm cái việc đó nha. Ờ chẳng hạn như cái giống chó Pitbull là cái giống chó mà hung dữ nhất, nhưng mà cũng là do con người tạo nó ra như vậy thôi, chứ nó cũng không có mà nó muốn hung dữ như vậy đâu. Nhưng mà về chắc chắn mình hứa với tất cả mọi người là mình sẽ thuần bé, là sẽ cho bé hiền. Nói chung là tập cho bé ăn những thức ăn bình thường, mỗi ngày nghe kinh Phật này nọ là bé sẽ hiền đây thôi nha.
ha, thương con nha nha. Vậy ở với ba là mình phải tập cái tính hiền lại nha, nghe không? Chủ con nó tập cho con cái tánh mà giống như là hung hăng hung dữ này nọ, cắn xé này nọ, thì ba cũng đã coi trên tất cả video thì ba cũng biết tất cả các con là bị giống như là huấn luyện chuyên nghiệp cắn xé này nọ, ăn thịt sống. Nhưng mà về ở với ba là ăn uống đầy đủ nha, ăn nghe kinh Phật này nọ là cho cái tính nó dịu hiền này nha, nha cho dịu hiền này chút xíu nha. Một tô này hơn lít không Bảo? Lít hơn. Lít hơn. Mà còn chưa hết, còn đang nhiễm nữa. Mà tại sao cái nước tiểu nó màu ngộ hả Bảo ha? Do tích tụ lâu quá. Ờ. Cộng thứ hai nữa là nó rặn ra thì nó sẽ ra máu. Thì mình cố gắng có những cái viên sỏi nó chặn lại đúng không? Viên sỏi đúng không? Sợi bữa. Ờ. Mà nó rặn ra không được nữa, sỏi nó sẽ chặn cái đường tiết. Bây giờ thì mình đã rút ra cho bé nước tiểu là được nhiêu đây, ở dưới đây nữa, ngoài ra còn bị đổ ra một mớ nữa rất là nhiều luôn. Thì còn đang chạy. Bây giờ trước mắt là em sẽ lấy máu nước tiểu về nhà em đi soi kính xem là bị cái sỏi gì, sỏi bùn, sỏi bàng quang, sỏi canxi hay sỏi gì đó. Rồi mình có cái kết quả rồi thì mình điều trị thuốc sẽ hiệu quả hơn, sẽ nó dễ hơn. Đúng rồi, dễ hơn, chính xác. Rồi bây giờ là cho bé vô rồi. Cái giò này thì tạm thời cứ để lại để cho nó chạy hết luôn nha. Nó chạy hết luôn rồi bây giờ em sẽ cho mọi người thấy là sỏi của nó nha. Em đổ vào đây nữa.
đâu, sợ đâu. Đây là những viên sỏi của bé đó cả nhà.